Nhau, xin chào mọi người, là làm mình Gigi nè. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Gigi nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Thì hôm nay cũng đã kết thúc sự kiện game rồi, mà mọi người xem cái kết quả của Gigi kìa. Trời, đứng thứ 15 nha. Mà xui là Gigi vô chúng cái bảng hack của mọi người để Gigi mở cho mọi người xem. Thì xếp hạng như vậy nên Gigi nhận được có 15 kim cương với lại 4 vé coupon à. Đây, hai cái người hát trên cùng kìa. Trời, mọi người thấy cái số điểm không? Rồi ai mà chơi lại được như vậy? Rồi còn hạng thứ ba, mọi người thấy ai quen không? Là mình với ổng hẹn với nhau là cùng đồng hạng, nhưng mà mình lỡ ngủ quên đi mọi người, xong rồi sáng dậy tụt xuống 15 luôn. Nói chung là cái sự kiện đợt này rất là bất ổn với mình. Rồi bây giờ mình vào cửa hàng xem nha. Thì như mọi người cũng đã biết thì mỗi lần mà cuối tuần á là game sẽ có một cái phần tên là cơ hội đặc biệt vào cuối tuần. Đây, thì trong đây có rất là nhiều gói sale luôn á mọi người. Như ban đầu bán rất là cao, còn bây giờ sale một nửa hay là hơn một nửa không anh em. Như cái gói đại dương và tôi thì nó có cái khuôn mặt mà Duy hay dùng á mọi người. Rồi bên đây là đào tươi nè, rồi gấu bông, cặp đôi kỳ nghỉ mát. Nói chung là đợt này cái nào cũng đẹp hết á mọi người. Nếu mà mọi người muốn mua thì tranh thủ đi nha. Và đặc biệt là bộ đồ cặp đôi vẹt thì bây giờ sale chỉ còn có 20kc à. Rất là hờ luôn đó mọi người, tranh thủ nha. Yes. Ok, còn bây giờ mình sẽ mở ba hộp bốc thăm tiền trẻ sứ thần tiên xem có hơn không. Trời ơi, cái dù này dưới có nhiều lắm luôn rồi. Rồi, tiếp hộp thứ hai. Ôi, ra được một món tím rồi. Đó, có vẻ hôm nay là cũng được rồi đó. Rồi, hộp thứ ba này. Ok, thôi như vậy cũng được. Thì mình cũng đã đổi địa điểm vào trong khu cắm trại rồi nè. Thì vào trong đây làm gì là mọi người cũng biết rồi đó. Thì cái sự kiện này là chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là hết rồi. Mà tới bây giờ Duy cũng còn thiếu rất là nhiều luôn mọi người. Để giờ Duy xem Duy còn thiếu những món gì nha. Trong danh sách phần thưởng nè, là đầu tiên là Duy thiếu cái mặt mèo đưa em theo với nè mọi người. Tới bây giờ cũng chưa có luôn, còn có 3 ngày nữa à. Vẫn không có cái mặt, không có đầu tóc. Còn băng đô thì trên đầu là thiếu cái băng đô dao kem. Và quan trọng hơn là Duy chưa có 3 chiếc xe này luôn. Còn có 3 ngày nữa mà không có cái hộp nào hết đó mọi người. Ngày nào cũng làm nhiệm vụ, ngày nào cũng mở hộp nhưng mà không có ra. Nên Duy quyết định là Duy sẽ dồn lại để mở hộp luôn một lần. Đó, nên hôm nay mới có cái video này nè. Ok, bây giờ giờ 857 thì Duy sẽ mở được hơn 30 hộp á. Bây giờ mọi người giúp Duy mở bằng cách nhấn like và nhấn dấu cộng để cho Duy mở ra hơn hơn nha. Nếu mà hôm nay mà Duy ra được mấy cái món mà còn thiếu là Duy biết ơn mọi người rất rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở 10 hộp đầu tiên nha. Không biết ra cái gì đây. Trời ơi, thì không nhỏ, bữa giờ mở không ra. Bây giờ chờ mở cùng với mọi người thì nó ra được cái tóc rồi. Ui, mới hộp đầu tiên mà hơn như vậy rồi đó. Rồi rồi, vui rồi. Ui, trời ơi. Trời ơi, không tin vô mắt mình luôn mọi người. Ra được cái hộp quýt nhà mẹ rồi. Ui, thích lắm luôn á mọi người. Trời, trong ba hộp là mình thích cái hộp màu cam nhất. Oh my god. À không, cái rau mèo rồi mọi người. Trời, cái này cũng mắc ngang, mua bằng cây xây đó. Ok, như vậy là 10 hộp đầu tiên là Duy đã ra được cái tóc nè. Cái hộp quýt nhà mèo. Trời ơi, mở ra như vậy là quá hơn luôn á. Rồi bây giờ sẽ là 10 hộp lần thứ hai nha. Cái ghế. Rồi cái bàn. Tiếp tiếp. Ôi, sao cho ra cái rau mèo miết vậy ta. Tiếp nè. Cái rau mèo lần thứ ba trong ngày hôm nay. Quá trời luôn. Thôi. Ôi. Ôi, cái này mình chưa có luôn. Băng đô dao kem. Thôi vậy là ba cái băng đô là gì có hết rồi. Ôi, 10 hộp này cũng hơi nhàn, ra được cái băng đô dao kem. Rồi rồi, bây giờ còn thiếu gì nữa ta? Còn thiếu cái khuôn mặt với lại hai chiếc xe còn lại. Tiếp tiếp nha. Sao bàn ghế không vậy ta? Ủa, sao cái này nó ra hoài vậy mọi người? Bộ cái rau mèo nó dễ ra lắm hả trời. Mấy cái vậy ta? 5 cái rồi đó. Còn cái đây là đèn mèo rồi. Rồi, hai hộp cuối cùng. Ủa, vậy là 10 hộp này thì không có cái món gì mới hết đó mọi người. Giờ 107 là Duy mở được thêm 4 hộp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mở lẻ nha. Lại khối miết, khối hoài luôn á. Tiếp, hộp thứ hai. Rồi, ghế mèo. Thứ ba. Trời ơi, quá trời nội thất rồi. Oh my god. Rồi xong, hết rồi đó mọi người.
Vậy là còn 3 ngày cuối là Di phải xuyên đi câu cá với lại làm nhiệm vụ đầy đủ này. Biết đâu trong 3 ngày đó mình mở ra mấy cái món kia hay sao, đúng không? Nãy giờ ngồi đây mở cái hộp mè là quá hơn rồi. Bây giờ mình cũng sẽ ngồi đây để mở cái hộp vì đang quên. Đố mọi người đó là hộp gì á? Mà mình nghĩ chắc là mọi người cũng đoán ra được rồi. Thì đó chính là hộp Bonobono. Không biết bây giờ còn có ai giống gì không? Vẫn làm nhiệm vụ hàng ngày để mở hộp để kiếm mấy cái món còn thiếu trong đây. Nếu mà bạn nào giống Di như vậy thì comment ở phía dưới video nha. Tại vì để biết là mình còn có bạn đồng hành đỡ cô đơn á mọi người. Cho tới bây giờ Di vẫn chưa ra được cái cần xiêm Marisu này. Cái bộ đồ cũng chưa có luôn, nhưng mà Di không cần cái bộ đồ nữa, Di chỉ cần cái con này thôi. Thì trong tuần này là Di để giành được 6 vé Bonobono nè. Thì mỗi ngày là được 1 vé á. Giờ mình sẽ mở cái hộp này nha. Mong là cái hộp này sẽ mở hơn giống cái hộp mè. Ok, mở thôi. Thôi, đèn đứng. Trời ơi, sợ mọi người ơi, nó ra đóng nội thất cái là buồn nữa. Rồi, sofa. Hai món nội thất rồi. Mà thật ra cái hộp này thì nội thất quá trời luôn, không ra sao được, đúng không? Tiếp nè. Rồi, tủ ngăn kéo. Có đèn, có sofa, có tủ rồi. Món thứ tư ra cái gì đây? Lại sofa nữa. Ôi, hai hộp cuối cùng. Thôi mình phải đổi chỗ thôi, cái chỗ này hết hơn rồi. Rồi, mình sẽ tới cái gốc cây này nha. Ok, chỗ này được á. Rồi, tiếp nha mọi người. Hai hộp cuối cùng. Giờ mọi người giúp Di mở bằng cách nhấn like và nhấn dấu cộng đăng ký nha mọi người. Hai hộp này mà không ra là không biết khi nào ra luôn. Là ngày nào cũng phải làm nhiệm vụ để mở hộp hết á. Oh my god. Tủ áo nữa. Rồi, hộp cuối cùng nè. Trời, hộp cuối cùng không ra nội thất nhưng mà ra cái con sò này. Quá buồn luôn á mọi người. Hay ai mà cầm cái con xi Marisu là mình đúng canh tị luôn á. À, sẵn khoe với mọi người là lúc Di làm cái nhiệm vụ Bonobono đi câu sò là Di câu lên được cái con cá sim rồng chanh này. Wow. Ôi, không nghĩ là mình câu lên được cái con này luôn á. Ôi, con này nền tím là cũng hiếm lắm luôn á nha. Rồi, còn nữa, còn làm cái nhiệm vụ đi tìm sim Marisu trong khu cắm trại thì phát hiện cái bà ếch Goliath ở đằng kia. Mọi người thấy không? Từ cái lúc sự kiện giao tới giờ là Di bỏ đi bắt ếch luôn á mọi người, là lâu lắm rồi mới bắt lại á. Đố mọi người Di có bắt được con này không? Mọi người đoán xem. Yes! Ôi, tất nhiên là mình bắt được rồi. Trời, mấy con này bắt dễ ẹt à. Sợ nó không xuất hiện thôi, chứ nó xuất hiện là vô trong sọt có gì hết. Ok, như vậy là video hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Di thì hãy cho Di xin một like và một subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye. Bye bye.